The math adds double up. Kill. Coming up short. Triple kill. Just a cut above the rest. One kill. Anh em cần cây thuế hay là cần nick thì nhắn tin cho NMH dưới phần mô tả nhé. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH channel đấy. Thì trong video này mình sẽ làm về vị tướng Thorn, một chất tướng được tăng sức mạnh ở bản cập nhật mới nhất. Thì ở bản cập nhật mới nhất thì Thorn được tăng sức mạnh như thế nào, cũng như trong trận đấu này mình cũng sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em về chất tướng Thorn, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Thorn, thì anh em cùng theo dõi. Nếu anh em cảm thấy clip này hay hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh của tinh thần. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, pha này thì mình sẽ tốc biến lên và chơi luôn vị trí của SP Tam Đích và tiện SP Tam Đích lên bảng điểm số. Trận đấu này tem bên mình có Malok DSP dành cho mình. Còn tem bên bàn thì anh em thấy thì có Ibanez DSP dành cho vị trí của Violet. Violet là xạ thủ thời điểm hiện tại hot pick. Còn đối với Thorn thì sau khi thay đổi thì liệu đó là có xứng đáng trở lại hay không thì anh em cùng theo dõi nhé. Sau khi được gọi là gắn rắn búp sức mạnh, tất nhiên thì búp như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà Thorn là một xạ thủ mạnh ở giai đoạn về lết nên là cũng cần có đô. Đầu trần thì anh em tích cực farm cho mình một xíu trước đã, rồi sau đó thì tính sau. Về phần chiêu thức của Thorn thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau này. Chiêu thứ nhất thì anh em nục đàn, anh em thấy thì có 3 loại đàn. Thorn sở hữu đó là đàn tím, đàn xanh, đàn vàng. Mỗi loại đàn thì có gọi là mỗi nhiệm vụ khác nhau. Đàn tím thì giúp anh em gọi là bắn thì gây thêm sát thương. Đàn vàng thì anh em bắn thì sẽ giúp gọi là làm chậm. Và đàn xanh thì sẽ giúp anh em gây sát thương lán. Và anh em nộp loại đàn nào càng nhiều, ví dụ anh em phải thì nộp tối đa được 3 loại đàn xanh như thế này, mình nộp 3 phát thì chỉ cần bắn vào vị trí của Ibanez thì ví dụ như mục tiêu, lính quái và tướng địch cạnh Ibanez thì cũng phải đó là chịu sát thương. Ví dụ đàn xanh thì anh em nộp một viên thì kiểu là sát thương lan thì ít, hai viên thì nó sẽ rộng hơn, và ba viên thì đường kính nó sẽ rộng hơn nữa. Kiểu là càng nhiều đàn loài nào thì nó sẽ phát huy tác dụng. Còn chiêu thức thứ hai thì anh em lượt lên bắn một phát, coi như là cường hóa cái đàn của chiêu một. Vì anh em đàn bầu đàn vàng đúng không, thì anh em lượt lên phát thì sẽ làm choáng. Còn anh em kiểu là bỏ đàn tím thì anh em lượt lên phạt thì sẽ có thêm gọi là phạt bắn sát thương chuẩn. Còn đàn xanh thì giúp anh em gọi là gây sát thương lán ok. Nói chung cú lượt của chiêu 2 là coi như gọi là đòn đánh cương hóa. Còn về chiêu cuối thì anh em sử dụng vào vùng chỉ định, chúng thì sẽ gây sát thương. Ủa, quả này thì thôi xong rồi, tìm địch bắn trù rồi anh em ạ. Chỉ có mỗi mình nên là cũng không thể đó là đẹp được cây trụ này nữa. Và quá phút thứ 4 rồi, nãy giờ thì Zuka chăm chủ ở khu vực đường ta thân khá là nhiều. Và khu vực đường rồng thì tìm bên mình mất luôn cây trụ rồi. Thế này thì mình cũng sẽ khó chơi hơn. Đối với Thorn thì anh em phải linh hoạt giữa gọi là đổi đàn với nhau. Nhưng mà thực tế cái cách nộp đàn thời điểm hiện tại á, theo thiên hướng build đồ
công vật lý chứ không phải là build đồ theo tuyến hướng chí mạng. Nên bây giờ thì chủ yếu đó là thon thì anh em nộp như sau. Bình thường bắn mục tiêu ấy thì anh em bắn nộp cho mình gọi là 3 đạn tím. Còn nếu mà để bắn để làm choáng tướng địch thì anh em nên bỏ một đạn vàng đấy nhá, tức là 2 đạn tím, 1 đạn vàng thì sẽ phương án khá là tối ưu. Bởi vì thường đó là anh em lượt chiêu 2 lên bắt thì sẽ làm choáng được tướng địch, giữ chân được tướng địch qua đó thì anh em xả sát thương sẽ tốt hơn. Có một đạn tím thì anh em sẽ khống chế tốt hơn. Còn ví dụ bắn mục tiêu rồng, lính quái các kiểu, rồng ta thân các kiểu thì anh em có thể bỏ 3 đạn tím. Còn gặp tướng địch thì anh em nên bỏ một đạn vàng nhá, để lướt lên có thể làm choáng. Đây ví dụ pha này mình lướt lên bắn phát này, làm choáng Natalia tìm bên địch kiểu vậy ấy. Thì thời gian làm choáng thì phụ thuộc vào anh em nộp bao nhiêu đạn thôi. Một viên thì anh em chỉ làm choáng ít, mà 3 viên thì anh em làm choáng nhiều. Rồi tình huống này thì A lánh bắt vào vị trí của mình anh em ạ. Mình lùi lại một xíu, sử dụng luôn chiêu cuối và kết liễu được vị trí của A lánh tem bên địch. Chiêu cuối thì nếu mà anh em kiểu là sử dụng trúng tấm của tướng địch á thì sẽ bị chiêu tướng địch sẽ bị chiêu thêm sát thương nhá. Thì đó là về chiêu thức của vị tướng thón mà mình phân tích cho anh em như vậy. Còn cách chơi thì nộp đàn thì phụ thuộc vào tình huống nữa, nhưng mà bình thường để bắt ra mục tiêu thì anh em cứ 2 đàn tím và 1 đàn vàng. 1 đàn vàng để làm choáng, 2 đàn tím thì sẽ lượng sát thương sẽ tốt hơn. Còn nếu mà trong combat tổng tại em đi tập trung đông người ấy, anh em có thể bỏ đó là thêm một đàn sánh nữa, tức là 3 loài đàn cũng được. Nói chung bắt tướng địch và đánh tướng địch. Và cách nộp đàn thì phụ thuộc vào tình huống, chứ không phải là nhất thiết lúc này cùng đàn này và lúc kia cùng đàn kia. Mình phân tích đó là tác dụng của từng loài đàn để anh em hiểu rõ hơn và anh em biết cách nộp đàn chuẩn chỉ. Nếu bắt mục tiêu đơn thì anh em cứ là bỏ một đàn vàng và 2 đàn tím để làm choáng được. Đây pha này làm choáng Ngô Khống này, lấp tiền Ngô Khống lấy bảng điểm số. Nói chung một cái đàn vàng là cực kỳ là quan trọng. Và anh em lưu ý rằng khi khó này lượt chiêu 2 lên bắn và kết liễu mục tiêu thì anh em lại hồi được chiêu 2 tiếp. Qua đó thì đối với chất tướng thón này có khả năng gọi là lượt bắn, và lượt bắn rất chỉ là ok nhá. Thón thì cũng có vô vàn điểm mạnh, nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều điểm yếu. Thì đương nhiên rồi, vì tướng nào thì cũng vậy thôi. Bây giờ thì A Lánh đang bắt vào vị trí Zuka, Zuka còn xỉu máu vẫn ăn được. Và đó là vị trí của A Lánh. Mình lượt lên lại làm choáng một tiếp. Đây anh em thấy thì tác dụng của một đàn vàng làm choáng tiếp theo và màng lại dành cho Zuka. Rồi pha này xả ra thương này, quật luôn này, Zuka tay mình lao lại, triple kill dành cho Zuka luôn. Ảo anh em ạ, vì lẽ ảo túng chảo luôn, toàn là thân phần hỗ trợ hơi nhiều. Thế anh em thấy thì tác dụng của một đàn vàng là như vậy, có thể lượt lên và làm choáng được gọi là tướng địch. Qua đó thì gần như là nó như một phép bảo kế dành cho vị trí của Thón. Nói chung Thón thì cũng cái thời gian mà chưa thay đổi, cái thời gian mà đáng bị búp cái đàn sánh ấy, anh em kiểu là bắn vào phạt thì đối phương gần nhiều khi bay mau luôn. Còn thời điểm hiện tại thì nó sẽ gọi là không được búp như vậy nữa, đàn sánh thì gây sát thương lán bình thường thôi. Rồi bây giờ vì thế trận thì hai bên thì tím bên mình đang nhỉnh hơn tím địch xíu. Lên ngục của Malok được sử dụng, mình lướt lên làm choáng một phát và tiền ngục không lên bảng điểm số. Tốc biến bắn thêm phát nữa làm choáng và hồi chiêu 2 và 3 người lên bảng điểm số. Và anh em thấy thì mình hồi chiêu 2 liên tục. Đó là lý do vì sao Thón là một chiếc tướng ở giai đoạn V6 cực kỳ là khỏe. Tất nhiên Thón mà để trì tánh tốt như với hai giáp tế hay là giòn thì không thể, nhưng một trong những vị tướng cũng có thể gọi là bắn tánh hơi bị thấm luôn á. Đây pha này thì sẽ ra bắn luôn vào vị trí cuối bên ép này, lượt lên này bắn này đám chuẩn này. Anh em thấy thì khi bỏ đàn tím thì lượt lên phạt thì anh em sẽ bắn ra gọi là đám chuẩn. Đó tiền đó là vị trí của Ibanez tem địch lên bảng điểm số. Thôi pha này thì chắc là phải lùi lại thôi, bởi vì lượng máu của mình cũng khá là thấp, tem bên mình thì cùng lên bảng điểm số 2 người rồi. Thời điểm hiện tại thì Thón được tăng gì? Đó là tăng sức mạnh, tăng thêm cống đến từ nội tài của vị tướng này anh em ạ. Đối với Thón thì anh em thấy thì không ảnh hưởng bởi thời gian giảm hồi chiếu nhá, mà giảm hồi chiếu của Thón thì biến thành đó là cống vật lý.
Nếu là vì thế anh em phải thì lên đôi dây giảm hồi chiều thì giúp Thorn đó là gia tăng thêm lượng công vật lý. Đó là lý do vì sao Thorn không lên đôi dây du mục mà sẽ lên đôi dây giảm thời gian hồi chiếu. Về phần trang bị thì mình sẽ lên những món đồ như sau. Đầu tiên thì sẽ lên đôi dây giảm thời gian hồi chiếu. Thứ hai thì sẽ lên đó là thương xuyên phá, gia tăng thêm công vật lý, xuyên giáp. Thứ ba thì sẽ lên phức hợp kiếm để những cú bắn sẽ đau hơn. Thứ tư sẽ lên cây nánh. Bây giờ thì mình lên cây nánh, gia tăng thêm 200 công vật lý, máu đối phương dưới 50% máu, chịu thêm 30% sát thương. Thứ năm thì sẽ lên kiếm Muramasa xuyên giáp, hai đầu xuyên giáp luôn anh em ạ. Và cuối cùng giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Đó là build đồ sử dụng dành cho vị trí của Thorn thời điểm hiện tại. Rồi, mình sử dụng chiêu cuối luôn. À, Even Atem đi tốc biến nhưng mà không thành công này. Hai người lên bảng điểm số này, hồi chiều 2 liên tục, hồi chiều 2 liên tục, hồi chiều 2 liên tục này. Quá đã kêu dành cho mình rồi, còn ông nào ý ngủ không? Tiếc thế, phát đầu mà lượt phạt nữa là choáng được là ngon rồi, là win luôn rồi. Nhưng mà không sao cả anh em ạ, à, cuối cùng thì Ngô Khống cũng lên bảng điểm số và đấy là cơ hội dành cho team bên mình. Ma Lộc khen AD hay. Ok, cảm ơn Ma Lộc rất chi là nhiều luôn. Liệu có kết thúc được trận đấu hay không? Chơi luôn. Một là chơi, hai là về này. Chơi thì đánh trụ chơi luôn, quất luôn, đánh trụ luôn. Ôi đừng lui. Toán này, một là chơi trước luôn á, hai là lui về sớm hơn. Chứ giờ như vậy thì rất là khó. Và cuối cùng thì lãnh của tém địch ra kịp và tiền vị trí của Ryoma lên bảng điểm số. Tức tế phá đỏ nếu mà muốn win ấy, tức là hai người đi hai nơi. Chó đó là vị trí của lãnh bắt một người, sau đó thì một người khác gọi là chạy lại, gọi là Ryoma đánh trụ, quyết tâm đánh trụ. Bởi vì nếu mà nó đánh mình á thì nó sẽ không thể dọn dẹp được lính, kiểu dạng như vậy á. Nhưng mà thôi không sao cả, dầu sao thì cũng ổn rồi. Hiện tại bây giờ thì về thế trận thì team bên mình đang nhỉnh hơn team bên địch, nên nó cũng không phải là vấn đề gì quá lắm. Nhưng mà chắc chắn thì team bên địch cũng đang tổng tấn công, bởi vì team bên mình thì đang đến bảng điểm số 2 người. Bây giờ thì chắc chắn là mình đẹp trụ thôi, đang có chiêu cuối nên là khả năng đẹp trụ của mình thì cũng rất là tốt. Sử dụng chiêu cuối phát này và hết trăm lính rồi. Về phần đó là phù hiệu thì mình sẽ sử dụng luyện kiếm để tích lũy cửa lồng vàng tốt hơn. Về ngọc đỏ thì mình sẽ lên ngọc đỏ tốc đánh chỉ mang 5 viên và 5 viên còn lại công vật lý xuyên giáp. Ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp luôn nhá. Để chúng thon thì mình sẽ không lên đồ chỉ mang anh em ạ. Chỉ lên ở đồ theo thiên hướng công vật lý và xuyên giáp thôi. Bởi vì thực tế thì lượng đám của Thorn thì rất là to rồi. Và đặc biệt lên đồ này thì trì các vị tướng tánh cơ rất là tốt luôn. Thôi xong rồi, hiện tại tém bên mình mid áp khá rồi phải. Tình huống này chắc là không đánh được rồi. Ôi, Ryoma lên bảng điểm số rồi. Lùi lại Zuka mà lốc ơi. Hiện tại thì MNK tém mình đang áp khá thôi. Pha này 36 kỳ tốc biển lùi về là thường sạch thôi. Ồ, ăn được mang Ngô Khống rồi này, hay rồi. Ôi, chủ hê mà ăn gà ra đi, không chỉ là thua luôn này. Thời điểm quan trọng nhất là áp cả anh em ạ. À. Ôi, thế này thì toáng rồi. Mỗi mình và Zuka không biết có đẹp được hay không, tuy tém đi thì đáng 4 người. Ôi, thôi xong rồi, pha này thì mình phải về tế đa thôi. Ôi, á lánh hổ báo thế. Rồi, sử dụng chiêu cuối này, mơ gan ga đâu, tém đi không đánh chủ hê nữa. Thôi xong rồi. Thắng bài tài mơ gan ga rồi anh em ạ. Thì đúng là game anh em ạ. Từ cái cảm xúc đó là gần win, từ cảm xúc đó là gần mega cứu. Và cuối cùng thì hụt hẳn. Và đó là kết thúc trận đấu bằng một sự thua. Thì đó là bình thường thôi anh em ạ, đó là game ạ. Thì tất nhiên thì thua thì mình làm lại game khác thôi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye.